Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khâu lót cho bikini. Đây là miếng lót. Nó sẽ phân sang hai bên là bên phải và bên trái. Thì đầu tiên các bạn sẽ ướm miếng lót này vào phần quả của bikini. Và sau đấy thì cắt bớt đi để cho vừa với phần quả. Tiếp theo thì các bạn sẽ dùng kim ghim này, ghim đầu tròn này, để cố định lại phần mút và phần quả ngoài. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng kim khâu để khâu lại. Các bạn sẽ tiến hành thực hiện như sau. Các bạn đưa kim qua phần quả, phần len ấy. Sau đó tiếp tục đâm qua phần mút. Các bạn lưu ý rằng là chúng ta sẽ chỉ đưa qua các đường len ở phía trong thôi, để không ảnh hưởng gì đến phía ngoài này. Sau đó tiếp tục đưa đồng thời qua cả phần len và phần mút. Rồi các bạn tiếp tục đưa kim qua cái sợi chỉ mà chúng ta chưa kéo hết như thế này, để tạo một nút thắt. Như thế này. Trong quá trình khâu thì các bạn có thể bỏ dần các kim này ra. Chúng ta tiến hành làm tương tự. Khi kéo gần hết chỉ qua thì các bạn lại đưa kim qua đường chỉ này để tạo một nút thắt. Các bạn cứ tiến hành ở khâu như thế này, viền theo toàn bộ phần mút cho tới điểm bắt đầu này, thì chúng ta gút lại chỉ và cắt phần chỉ thừa. Sau khi khâu xong mút cho cả hai bên như thế này, thì các bạn đã hoàn thành xong sản phẩm. Chúc các bạn thành công!